Rồi bà con mình chuẩn bị nhận gia đám ngang này ở Hưng Yên ngang này ở Thạnh Hóa, Long An mà gửi Long An luôn. Rồi lâu quá mới nhận, mới gửi lại bà con ơi, tình hình dịch bệnh là bưu điện nó không có chịu nhận. Đây à, không này chú ý nha, cây giống nha để đứng là không đè lên, tức là một cây nha đam mà mình gửi á thì mình sẽ đóng thùng với em bà con, mình đóng thùng á thì tất cả cái nha đam mình nó luôn để đứng chứ không phải để nằm như vậy nha, không có nằm vậy nha, để nằm vậy là nó đè nó dập hư nha, mình sẽ để đứng. Để đứng á thì bà con mình về mình khui khui mình cố gắng mình để đứng vậy, mình cứ khui mình cắt cái thùng ra nghe, còn nếu mà để nghiêng á thì mình để từ từ, đừng có lộn đầu xuống là được à, lộn đầu xuống ở đây đây là cái ngọn nè, dưới này cái gốc nghe. Rồi mình cứ để rồi mình khui ra từ từ thôi. Rồi 2 thùng chuẩn bị lên đường, nha đam giống Mỹ, bà con mình có liên hệ nữa thì liên hệ mình ngang 0365 16 15 18. Rồi trưa nắng là tranh thủ gửi. Rồi đây một cái Hưng Yên, cái ra miền Bắc á, còn cái ở trong tỉnh. Nha đam giống Mỹ nha, bà con mình có liên hệ thì hãy liên hệ nha.